Xin chào anh em, thì hôm nay em lại lên clip cũng lâu lâu rồi, tầm chắc là có chục hôm em không lên vì cái bản thời gian rồi bận với công ty quá. Đi làm toàn về muộn, 9-10 giờ tối nhưng không làm cái gì cả. Đấy là trong cái thời gian rồi cũng có nhiều anh em alo hỏi, nhưng mà nhắn tin hỏi nhưng mà em thực sự quá bận nên em không trả lời được, em không nhớ. Đấy thì có gì thì anh em bỏ qua cho em, có gì thì alo lại. Thì sau này thì sang tuần này thì em bắt đầu là em đã có thể có thời gian rảnh rảnh rồi. Đấy thì em lại trở lại với cái công việc dọn máy và đăng lên cho anh em xem. Thì hôm nay em giới thiệu với anh em một con cassette deck của Tech, mã là V7. Thì dòng này nó có hai mã là V7 và V8. À nó còn con S55 nó cũng khá giống như con này. Thế nhưng mà hai con nó giống nhau nhất là con V7 và V8. Thì V7 V8 khác nhau cái gì? Khác nhau là V7 thì nó có 3 Hz. Đấy, là đầu từ kính 3 Hz, còn V8 là đầu từ sắt 2 Hz. Tiếp theo nữa thì vì là V7 nó là 3 Hz nên làm táp xược là không mồi. Đấy còn V8 thì cần băng và cho băng. Tiếp theo nữa thì con V7 khác V8 là nó có sử dụng đồng hồ đếm là kỹ thuật số rồi, digital rồi. Còn V8 thì nó vẫn là đồng hồ cơ. Đấy vẫn dùng dây Cura kéo. Đấy thì nó là cái điểm khác biệt giữa V7 V8, còn lại thì output level, jack level, bias các thứ nó giống nhau, ghi băng cũng thế. Mọi người chú ý vấn đề là nếu mà ghi băng nào thì để đúng bias của băng đấy, không là nó nghe nó buồn cười. Ví dụ băng normal thì mình để đây normal, chrome thì để đây. Đấy còn equalizer để phần nghe thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Ai thích nghe nhiều chép thì để normal. Ai thích nghe bình thường thì để chrome, metal thì tiếng nó hơi 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 trầm một chút. Đấy còn cái này là memory thì mình cứ để off đi. Cái này phím cơ bản, phím bậc thang này. Có nút gẩy này. Đây. Đấy, cần gạt này, có đèn vu ngược này. Đấy, con này nó sử dụng đèn vu ngược chứ không đèn vu xuôi giống giống các con khác. Nên nhìn nó khá là hay. Đấy và tiếp theo nó cửa băng rộng thì mình chơi băng riu cũng được, ok luôn. Đấy. Mà màu trắng thì nó con này nó có hai phiên bản, một là màu này là màu trắng sữa. Phiên bản thứ hai đó là phiên bản màu BL, nó gọi là black ấy. Đấy thì nó có hai phiên bản đấy, thì anh em xem qua này, máy về tình trạng thì đẹp keng luôn, mặt trước thì đẹp rất đẹp luôn, đấy lưng cũng thế. Hai hùng cũng vậy, tí nữa em sẽ tháo nó cho anh em xem. Đấy này, xem lại lần nữa này, mặt này rất đẹp luôn. Đấy đầu từ đây, đây đầu từ đây. Này, này hơi nghiêng này tí này. Đấy. Đấy, thì bây giờ Thư cho một cái bằng dù như bao lần khác thì cho cái bằng thử. Tap này. Tôi qua này. Rồi một ngày một mình ta buồn thiu, biết trong vắng, biết thức trắng và biết nếm trái đắng. Đấy, em thử làm sao. Những chuỗi ngày vắng nhau, tháng năm còn lớn mong, biết bao giờ thấy nhung nhuộm tiếng. Đầu khác nó thu đấy, và bây giờ nó phát từ đầu này đấy. Đấy thu thử đoạn nhé. Thì con này để cái băng rìu đẹp đấy, thì mình cho vào xong rồi mình thu qua đoạn này, clear lại này, jack cộng play này là nó chạy này, sau đó cho tín hiệu vào này, đây là tam nhá, sườn này, tam này sườn này, táp này, sườn này, táp này. Đây con băng này, là băng no mờ nên mình để bias no mờ này. Đấy, như nhau chưa? Đợi anh, tình yêu của em.
mong người sẽ quay về. Đây là sượng này, tạm này. Đời anh tình em tan vỡ, người ơi hãy nhớ. Mình ghi chỉ để đến cộng 3 này nhá, nếu mà quá thì nó sẽ là mơ mi hao sầu. Thương nhớ sẽ làm trái tim tôi tình. Người ơi tình em nát tan, cơn mộng dở dang. Hay chưa? Đây, tam sượng này, tam này. Tình ơi, tình như cánh chim bay tận đến chân trời. Người ơi, người gieo thương nhớ, tình em đã lỡ. Cô níu bước lại, người vẫn bước đi. Cô giữ lấy, người cũng mong được gì. Tình ơi, làm sao để em thôi phải nhớ mong. Hợp tan là do duyên số, tránh thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Sao vậy? Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên trời. Đợi anh, đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy anh. Đấy. Tình em tự như đóa hoa sớm nở tối phai tàn. Tình em tựa như cơn gió vụt qua đã mất. Anh hỡi nếu tình mình đến thế thôi, như chiếc lá vàng rớt rơi bên thềm. Lòng anh vội đã đổi thay, như thuyền mãi trôi. Hợp tan là do duyên số, tránh thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên trời. Đợi anh, đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy anh. Hợp tan là do duyên số, tránh thân phận. Đấy, như nhau luôn. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào tình em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên trời. Đợi anh, đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy. Tôi lại nghe thử tí nhau cho nó chắc chắn. À đây. Cơn gió vụt qua đã mất. Anh hỡi nếu tình mình đến thế thôi, như chiếc lá vàng rớt rơi bên thềm. Lòng anh vội đã đổi thay, như thuyền mãi trôi. Hợp tan là do duyên số, tránh thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên trời. Đợi anh, đợi trong giấc mơ cũng chẳng thấy anh. Rồi ok nhá, thế để em quay bên trong nội thất cho anh em xem. Đây là cuốn lau đầu từ cực đẹp luôn, Paradox 7 này cũng là thuộc dạng hiếm đấy. Đấy, tiếp theo là hai cuốn Rule Spark
cuốn T1 nó tròn bộ mà, nói chung là có mấy màu ấy, bày cho đẹp. Con này cũng không có gì gọi là ấy cả, không có gì gọi là khó khăn cả. Này, nội thất đây. Đây, nội thất của nó đây nhá. Thì nó sử dụng 4 con IC. Em chẳng chưa chịu đọc cái gì, nhưng mà có chỉnh Z-Revo này, có chỉnh playback. Đâu là tôi chỉnh đây là của Metal này. Cái này playback này và bias này. Đấy, còn cái này là của Z-Revo này. Cái bộ cơ của nó thì nó sử dụng hai motor. Một motor to kéo rìu này, nên nó dùng cái bánh đà cực to. Đấy. Và một motor kéo cơ là cái motor kéo cơ thì con này dùng 5 châm. Đấy, dùng 5 châm và cái motor này là motor đây là dưới là motor captan, còn dưới là trên là motor kéo rìu là motor này. Em nhầm. Đây, cái bảng kéo mà bảng này là bảng nguồn này. Đây là nguồn của nó. Đấy. Có cả lỗ đi lỗ remote, lỗ đi điếc gì đấy. À đây là remote này. Đấy. Đây. Đây có con tem của Nhật này. Pass này là của hãng. Này là hai cái đỡ này vẫn còn này. Đấy, nói chung máy còn khá đẹp luôn. À không, còn rất đẹp thì nói nhầm, khá đẹp. Đấy. Thu phát tốt nha, đầu tư thử kinh à, thì nói chung là nói về kính, đầu tư kính thì đây nhắc cho mọi người thì nó dễ được. Đấy, đầu tư kính này thấy chưa, mới tinh luôn, nên là cứ thế về mà chơi thôi, không có gì phải lo lắng cả rồi. Ok anh em nhá.